Techno and Som. Các bạn thân mến, chào ngày chủ nhật, gia đình mình và gia đình bà chị vợ Vĩnh Long gặp hai em con của hai bà cô là một bữa tiệc Noel sớm thật quan trọng. Ông chủ bà chủ ngồi đi cho anh ta ngồi chứ, biết ngồi đâu, hàng ngồi đâu, anh ngồi đâu. Cái hoài vậy? Anh còn đang chưa ấy. Đầu tiên vào buổi trưa ghé nhà vợ chồng em Tiết Giang, con của cô Tám, của bà xã, bắt đầu vào bữa tiệc. Nói như là ba con Thu nó nói trời ơi, Tâm nó lên đây nó là báo hại tôi phu ba chơi rượu, cái tủ rượu của ông nãy đó. Không có sao đâu, anh cấp, anh đang quay cái này. Anh đang quay cái diện tư tôi. Đây nè, tôi đang quay đây, cái này cái đó là kệ nó, tôi sẽ cắt nó. Không sao, đây qua đang quay nè. Rồi giờ ta chuyên nghiệp biên tập phim rồi mà, edit là tuyệt vời luôn. Chị nhỏ. Bữa nay ăn Noel sớm không? Nay mà 13 đây rồi. Cái tướng đó là tôi biết rồi. Tôi cuối cùng có cái ly nào nhiều đó. Dạ không, không được. Nước ra. Nước ra không được. Nước ra không được. Kìa, ta quay nút bật lên kìa. Trời ơi, cái nút quan trọng lắm. Lại chờ lâu quá rồi phải đổi đảo camera để nó không á. Đây chị tư cho xin biết đi. Không sắp nước rồi. Ai nói rượu này ngọt? Rượu mà ngọt. Rượu mà ngọt. Rượu mà ngọt.
Rất nhiều thức ăn các bạn ạ, gỏi cuốn, tôm, thịt, rồi vịt quay, cầu bông, rồi hủ tiếu, xào, bao tử cá. Và còn bên kia một món nữa là ớt chiên bơ, mà chặt chỗ quá không mang ra được. Cả nhà vui vẻ, uống rượu champagne, kể chuyện gia đình, hỏi thăm người này người kia, rất vui vẻ. Sau một hồi ăn rồi mà cả nhà ăn không nổi, thức ăn còn quá nhiều luôn. Các bạn thấy không? Rồi đó, Dượng có một đứa năm 93 như con, mà con nó nay 2 tuổi mấy rồi. Hai tám tuổi tụi ngoài. Không, tuổi ta nó vậy á, tuổi hồi xưa nó vậy, tại tính trong bào thai là đẻ ra là 1 tuổi rồi. Không, cái hồi xưa nó là vậy á. Sau khi ở nhà của vợ chồng em Tuyết Giang, gia đình mình và gia đình của bà chị thứ năm của bà xã đi siêu thị Aeon Trần Phú, mà đã có quay một cái video clip đưa lên cho các bạn xem rồi. Giờ ghé nhà cậu Tuấn, tức là con của cô Mười, cô bà xã, ăn tiếp một bữa tiệc buổi tối. Đây. Cháo gì? Biết ghé đây là kéo, biết ghé đây qua cho điểm thôi nữa. Xa xíu. Có mình chị gì tới thôi, con có xa xíu. Mới được rồi, mới có
đi rồi. Mình lái xe cho nó mình không uống gì được. Ý chí đi biết rồi, mai mốt tới nữa mà, cậu cứ đừng có lo. Tới giờ này thì ai cũng ngồi xuống đi, tôi quên mặt xuống nhà cái đó. Cầm ly rồi, cầm đón lên đi. Nhưng mà cầm cái đi ra làm kiểu thôi mà. Thịnh tình của em Tuấn cho đó là gia đình. Bà ngoại á, bà ngoại ăn cháo hơn cơm cố ăn uống cho đầy bụng. Kết thúc một bữa có sân có trồng cây sáng tiệc chiều tối cuộc vui nào rồi cũng có lúc kết thúc. Sau khi gặp mặt vui vẻ với các anh em trong thân tộc, bây giờ bà chị thứ năm phải về Vĩnh Long và chia tay lưu luyến.